Cho em test cái con súp Yamaha FTK205 cho anh khách ở dưới Bắc Giang nhé. Anh cần lấy cái con súp này. Đây. Đây, cái này là cái cắt tần nha nhé. Đấy. Đấy, thì đưa tần số to nhỏ để đưa tần số nhiều ít ở đây. Đấy, từ 40Hz đến 140Hz này. Để nó lớn hết thì sẽ có cảm giác như tiếng nó to lên, nhưng không phải nhé, đến do cái tần số tai nghe chúng ta nó được đưa vào nhiều hơn thì chúng ta nghe được nhiều tiếng bass hơn thôi. Đấy. Còn em nghe thì em thường nghe kiểu tầm này. Đây, volume cho tầm này. Đấy nhá. Đấy. Cái này thì nút rebina thì anh nghe theo cái cảm giác của mình nhé. Hoặc nếu không thì lấy cái vạch đánh dấu nó vào, đánh dấu nó vào từ đây bắt đầu đưa lên để cho nó thành cái ấy cũng được nhá. À, ok, bỏ đùm này. Đấy, có thể lấy cái bút đánh dấu cái điểm tròn của volume mức 0 này vào này. Sau đó vặn lên để nhìn cái sự thay đổi của volume nha. Đấy. Đấy. Còn đây là cái súp này. Đấy. Đấy. Đây nha, súp này có đây series đây nha. Đấy, 2161TV. 2161TV nha. Đấy, con này thì cũng chỉ có một con này thôi, cũng không có con thứ hai đâu. Đấy, ok. Okay, còn về cách kết nối thì chắc anh biết rồi, kết nối từ các đường súp out của các cái con dàn ra hoặc là từ đường tape out của cho âm đi thì có thể là từ đường tape out ra, vâng nhá. Đấy, ok, giờ em sẽ đóng hàng để em gửi đi cho anh nhá. Thì mọi thông tin chi tiết anh liên hệ cho bên em từ số điện thoại là 0966 594581 giúp em nhé. Vâng.